Liên quan đến vụ việc trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 lạm thu tiền học đầu năm của học sinh gây bức xúc dư luận, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung báo cáo nói trên. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, khẩn trương làm rõ nội dung trên, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu trong các nhà trường, chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng các quy định hiện hành. Trước đó, những ngày qua, mạng xã hội xuân sao trước bảng kê tiền thu đầu năm tại trường Trung học Phổ thông Thanh Miện 3 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trong đó, xã hội hóa 300.000 đồng, gửi xe 360.000 đồng một năm, đồng phục 1.464.000 đồng, bảo hiểm thân thể 300.000 đồng một năm, học thêm hè 920.000 đồng, học thêm 2.176.000 đồng, số liên lạc điện tử 150.000 đồng một năm. Tổng các khoản thu là hơn 8,7 triệu đồng một học sinh. Hình ảnh bảng kê này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội phần lớn người dân, phụ huynh bức xúc khi khoản thu quá lớn, cao gần gấp đôi thu nhập của nhiều phụ huynh. Trong khi đó, nhiều khoản thu vô lý cao hơn nhiều trường như tiền đồng phục, sổ liên lạc điện tử, photo, xã hội hóa. Chiều ngày 12 tháng 9, ông Phạm Văn Hy, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thanh Miện 3 cho biết, nhà trường đã xác minh và có báo cáo gửi cơ quan chức năng về thông tin liên quan đến thu đầu năm gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Theo ông Hi, bản kê trên là do một cô giáo kê ra và gửi cho phụ huynh, sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên trong số này, nhiều khoản không phải theo kế hoạch của nhà trường. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thanh Miền 3 cũng nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc. Đồng thời cho biết, nhà trường đã khắc phục và điều chỉnh lại cho đúng các khoản thu như nước uống, vệ sinh, bảo hiểm thân thể, giấy vở, học thêm, số liên lạc điện tử. Trong chiều ngày 12 tháng 9, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng làm việc với nhà trường để xác minh, làm rõ thông tin thu đầu năm lan truyền trên mạng xã hội.